Chào anh em Hải Dương. Chào khách quan hai. Tài tài lực pháp. Đúng. Giao dịch tài lực pháp. Đúng rồi, chào anh ạ. Rồi, bất ngờ thế. Chúc mừng các bạn. Về anh Tuấn Trẻ tham quan rồi chơi giao lưu với các bác này. Ôi giời, đông vui thế nhỉ. Nhà mình yêu cây nhiều quá. Rồi, chào các anh. Đi vào đi. Vườn trong đấy em ơi. Hey, anh Tuấn này. Chỗ này chỗ đón dâu hạ nhà trai. À, xin chào toàn thể anh em nhé. Vào trong nhà gái đi. Cây à, niệm cho một cây đó. Nào chào các bác nhá. Chào anh. Nào. Vâng, chào anh. Đây đã uống rượu nhau rồi. Uống rượu với nhau rồi. Uống chán luôn. Chán chưa? Anh dưới à? Trời ơi. Bắt tay anh nhá. Ừ. Anh ơi. Này lại có pháo lạ thế. Em vẫn thế mà. À, bây giờ các bác cứ uống nước đi, em ngắm cây tí nhá. Xin phép các bác em ngắm cây một tí. Chia sẻ cho cả nhà. Wow, vườn anh Tuấn có một sự thay đổi rất đặc biệt. Là mới sửa lại. Đổ lại cái nền sân. Này thì rất là sạch sẽ. Đặc biệt là cây được kê một cách ngay ngắn, gọn gàng. Đây, đầu tiên là chúng ta thấy có một cái cây xanh làm theo lối cổ. À. Hay không? Đẹp phết đấy nha. Wow, cái này có một cái điểm nhấn là cái bệ rất cốt, giá cốt chậu. Bệ bãi rất nhũn. Tiếp theo xin mời quý vị nhắm thêm một cái cây lần nữa cũng wow, lối cổ dễ hay nhỉ, bệ rất đẹp, cũng là một cây khá già đấy nhỉ. Nhân tiện để chia sẻ hình ảnh các cây trong vườn của anh Tuấn Trẻ. Địa chỉ thông tin thì quý vị anh em xem ở trên đầu video nha. Tôi để số điện thoại và thông tin liên hệ của anh Tuấn Trẻ đầu video. Quý vị mà thấy ưng cây nào thì liên hệ với anh Tuấn và chúng ta đưa về vườn mình chinh phục thành những cái tác phẩm. Ồ, một cái cây này nó có cái dáng cổ, dáng long đàn phượng vũ này. Nhưng mà cây này rất hay, rất là tay chốt này nó khá to. Lần này về vườn anh Tuấn thì có sự thay đổi rất lớn, bài bản, sạch sẽ hơn rất nhiều. Lần trước tôi về ghi hình thì có một cái điểm nhấn là cây hoa giấy trước cửa. Nhưng mà lần này về thì lại hay hơn. Là những cái cây rất là sạch sẽ, mới được chỉnh sửa. Wow, một cái cây rất hay. Một cốt xanh, cái đường nét rất đặc biệt. Thì cây này thì cần phải hóa giải nhiều hơn. Mạnh tay hơn, quyết liệt hơn, rõ ràng hơn thì mình tác phẩm đỉnh cao được. Một cái là xanh cổ già kinh khủng khiếp. À, cái này cái dáng thì tôi hay gọi là dáng đỉnh. Rất nhiều dễ trồng, dễ buông.
xa khủng khiếp. Cái này cao 1m4. Xi này, thời điểm này thì chúng ta đang thấy là những cây xi đang khá là sốt, tức là nhiều người đang tìm chọn những cây xi, đặc biệt là vùng Hải Dương này thì những cây xi rất là giá trị, giá trị cao hơn cả những cây xanh. Đây có một cái cây xi, chúng ta thấy là nó là một cây mini, nhưng mà có cái cấu tạo đường thân chạy rất là mềm dẻo và nhiều dữ liệu, đặc biệt là nó rất già, già khủng khiếp đấy. Và quý vị mà ưng thì liên hệ với anh Tuấn Trà nhé. Đây, bên này méo cực kỳ luôn, rất nhiều dữ liệu. Đây cũng là một cái cây xi, có thể gọi nó là cây cây xi đường nét cổ. Cốt thì rất già, đang nuôi khá là nhiều dữ liệu và cơ bản thì một số vị trí cũng đã được tạo tác. Điểm lại những cây vừa ghi hình và chúng ta sẽ lại tiếp tục với những cây khác trong khuôn viên này. Cây này thì có cái sáng rất giống con rồng, đây đang muốn tạo tác giống hình con rồng, đầu rồng đó, có cả cái mao rồng rất rõ ràng, mắt mũi miệng có đủ hết, cũng khá là độc đáo. Còn đang tạo móng, rất đặc biệt. Thêm một cái này, một cây tương đối là hoàn thiện, chắc chưa đặt tên tác phẩm. Cấu tạo là cây ba thân, một trực hai hoành, tạo tác thành đôi cổ cao chừng 70 phân. Lần này về anh Tuấn thật sự là cây chất lượng hơn rất nhiều, những cây xanh cổ rất là quý. Này tuyệt vời, hoành bay rất đẹp. Thêm một cái cốt xanh cũng tương đối là dị, với cái đường thân hoành chạy. Nói chung ở đây thì quá nhiều là nguyên liệu. Để quý vị anh em mà thích sưu tầm những cây này về nhé. Anh Tuấn sở hữu khá nhiều cây chất lượng đây nha. Đây nó có một số cây xi rất đẹp. Đầu tiên là một đôi cây xi nhiều đầu, nhiều thân, rất là nhiều thân, cao chừng khoảng 60 phân, cốt rất già, đang là định hướng. Ok, bây giờ người anh em lấy ra một chục vườn phải ra gần cây một tí đấy. Phúc Chợ Đỏ. Chào anh em rồi. Anh có thể giới thiệu nốt cái cây này đẹp quá mà, nguyên là nói thế nào? Cây này là cây xi cổ, của nó là bản đồ Việt Nam. Thì SC. Đây là một cái cây cổ này cũng được rất là lâu năm. Vâng, ôm chậu. Ôm chậu và sống chậu. Nhưng mà cũng chưa tìm được cái chậu thích hợp hơn. Chưa tìm chậu thích hợp hơn. Cái chậu để làm sao nó đẹp hơn với cái cây này. Ai có cái chậu thì mang cây về mà trồng đúng không? Đây là cây xi cổ cũng lâu đời. Búp đỏ hay là hồng?
búp hồng đây. Búp hồng đúng không? Đúng. Là một cái sĩ búp hồng. Giả kinh điển nhỉ. Yeah. Dáng bản đồ Việt Nam. Dáng bản đồ Việt Nam. Thân thì gai góc xù xì xoắn lượn. Các kiểu thể loại thấy rất là tiềm năng với các nhà đầu tư. Với anh em nghệ thuật, yêu nghệ thuật, tác phẩm rất ấn tượng. Xì bây giờ thì đang có giá trị rất là cao. Ai sở hữu được cây này thì cũng là điều rất là vui. Tôi nghĩ là cơ hội rất là nhiều dành cho tất cả chúng ta. À, cây này nó cao khoảng hơn 1 mét một chút đúng không? Tầm mét nhỉ? Vâng. Đấy. Điểm nhấn của cái cây này chính là cái bệ. Bệ tràn chậu. Rất nhũn. Rất rất là nhũn luôn. Đấy. Tiếp theo thêm một cái cây si. Đây là một cây si dáng nạ. Vâng. Cũng là một cây cổ. Em hay gọi nó là dáng đình. Vâng. Trước đó cũng ôm một cái núi đoạn bộ cũ ở trong mình. Vâng. Nhưng bây giờ chuyển sang là trồng và cho nó thành cái dáng nạ. Vâng. Cây này cũng là cây si búp hồng. Cũng là một cây si búp hồng. Tàn rất ấm. Đúng không? Rất đầy. Vì cái dáng này thì đương nhiên rồi, chúng ta phải làm cái tàn nó đầy đặn thì nó mới đúng với lại cái mái của cái đình đúng không? Đó, đầy đặn che chở cho muôn dân. Cao cũng chừng như cây si kia khoảng 1 mét. Được trồng trên một cái chậu đá, bể đá. Đó, cấu tạo rất là nhiều cái vai và nhiều rễ trống. Già. Đó. Rất già, đỏ ong luôn. Búp hồng rất là đẹp, cũng là một cây si tiềm năng. Các bạn, đây là một cây xanh. Nó là một cây xanh mang tính chất là tình mẫu tử. Ừ. Bởi vì là cái cây này là trước đó là một cây nong, đây là một cây tử. Người ta cắt mất cái thân kia đi để giật sang. Tại sao người ta gọi là tình mẫu tử? Vì hai cái cây này nó là rất quyến luyến và rất là uyển chuyển mà ôm lấy nhau, nó thể hiện một cái tình cảm rất là gắn bó và khăng khít. Đây là như người mẹ đã che cho người con. Và cây tử này cũng xuất phát từ thân của người mẹ nên và cũng đã vươn lên để hoàn thiện một cách. Ừ, như anh Tuấn chia sẻ thì đây là một cái cây, trước đây nó là cây long đúng không? Cắt chuyển dáng. Bây giờ thì đường nét để cây thân chủ nó càng vươn lên để nó che cho cái thân tử phía dưới. Ngày xưa thì cây tử này có thể nó nhỏ hơn vì bản chất cây long thì cây tử nó không to như thế này. Nhưng sau này thì quá trình nuôi thì bây giờ nó cũng tương đối là to. Đó. Cũng là một cái cây rất là tiềm năng, là một cây đang định hướng lại. Có lẽ là anh Tuấn thì chưa làm triệt để nên là quý vị anh em có thể thấy là cái dăm đang như thế này. Đấy, ai mà ghét cái điều kiểu làm dăm này thì mua về mà cắt đúng không ạ? Tiếp theo xin mời cả nhà ngắm một cây. Anh em, là đây là cây si ôm chậu rồi. Đây là cây si này là tuổi đời nó cũng khá lâu năm rồi. Rồi tuổi này là cây cây si cũng tương đối cổ rồi và cũng được khá lâu năm rồi. Rồi. Nên là cũng được nuôi, cũng đang tạo tác dần. Nói chung là cũng đang định hướng. Khỏi nghĩ rồi. Xin chào hai anh nhá. Ôi ôi, sao đầy đủ anh Tài thế nhỉ? Chào chú em VTV. Anh Hình, anh Huy. Vẫn nhớ tên đấy. Nhớ chứ anh. Qua uống rượu vẫn còn nhắc tên anh ấy. Còn nếu mà động thó mình nhìn nhà thấy anh ấy. Đây là rồi đây. Đấy, em lại không gặp được các anh thì chết. Mai các bác lại trách em. Em nhà anh Trường vừa mới về đây. Đấy. Đang ghi hình một số cây cho anh Tuấn để... Vâng ạ. Để anh Tuấn anh ấy còn bán cây. Một phần không thể thiếu được đấy. Anh nói dạ vâng. Không thể thiếu đúng không? Đấy, một cây si. Cốt rất là già. Ôm một cái chậu đắp bằng xi măng. Đây này anh ơi, chuyên si đây. Anh Huy biệt danh là vua si Việt Nam. Với cái số lượng cây si vài trăm, 5-700 cây, rất là nhiều.
cây bận mấy chủ, tôi biết đấy. Câu đấy, cái tùy tại giao lý, anh không mời từ, đúng rồi, hình như đúng rồi. Anh cho em một cái câu của anh nhé. Không mời tùy, không mời anh mua kiểu tùy. Rất tiềm năng, hấp dẫn tiềm năng. Đặc biệt là cái chi nó chạy quá là hay. Đấy, giao dịch tài tài lộc phát, đúng. Giao dịch tài lộc phát. Đúng rồi, cháu là anh ạ. Bất ngờ thế. Chúc mừng các cái bắt tay ngay. Đứng lên chỉ vậy. Chuẩn. Đấy, không, hôm nay nó là giao lưu thì nó phải thế. Tin nay bảo rồi, phải quyết đoán thì nhanh. Quyết đoán nhanh. Thế người ta mua mất. Không lấy là mất thôi. Rồi, ok. Rồi, chúc mừng các anh nhá. Anh phải như thế. Đấy, ta bảo là hôm nay giao lưu. Hôm nay về cái giao lưu luôn. Hôm nay sẽ giao lưu. Hôm nay sẽ giao lưu. Vâng. Đúng rồi. Anh Tuấn anh giao lưu cho nên là chú hôm nay cứ giao lưu. À, đẹp. Đấy, anh Huy đến là phong trào khác hẳn luôn. Nói chung là số tài độc mắt. Đấy. Cho xin ngắm tí nào, cho em ngắm tí. Bác nào cộng thêm thì cộng nhá. Anh Huy vừa mới qua em phải nghiên cứu tại vì nhà anh bắt tay với anh Tuấn Facebook đỏ. Đấy. 82 mới bắt máy. Tạo hai thân chạy rất điệu. Đuổi nhau. Chung một bệ. Đấy, định hướng rất là ok rồi. Vườn anh Huy ở đâu đấy? Đâu đấy ngay, anh Huy làm thì lại ngon nuột ngay. Lại làm đi cái là sau nó biến hóa đi. Con này. Bệ hành nhỉ, con này xử lý ra con bệ sau này còn khủng khiếp đấy. Nuôi con này ra thì khủng này. Tài. Bây giờ trông thế thôi nhưng mà về chắc phải làm xử lý kỹ. Đây, nu này. Đang bắt đầu nu lên kinh khủng luôn. Tài lộc phát. Con này nuôi. Con này được chân bệ. Bệ nuôi sau này là nó mới đẹp. Cắt hơi nhiều. Cái này là đáng nhẽ là không. Quá đẹp. Phải sụp nữa đi. Đây này. Đúng rồi. Phải nuôi rút hết này. Đấy. Nuôi nữa. Kéo hẳn. Cái này sau nó nu nổi ra thì mới đẹp nữa. Nhưng mà hôm nay là giao lưu thôi, nhưng nó phải cắt. Ôi giời, giao lưu thôi. Tôi giá bằng giá của bác vườn biên. Còn những cái cốt xanh. Nhưng mà hôm nay giá thì giá được bác. Hôm nay là còn có rất nhiều cốt xanh ở nhà chìm dưỡng nha. Tốt nhiều đúng rồi. Anh Tuấn Trẻ là một trong những người mà đánh giá là người bán hàng, bán cây sời lời mà bán nhanh nhất, nhiều nhất. Wow, một cái cốt xanh này cũng khá là tiềm năng này. Vệ này rất là nhũn. Wow, là không là chưa. Rồi. Đây. Wow, ngày hôm nay người thiệp về anh Tuấn nhận được sự quan tâm của rất nhiều anh em ở đây. Anh em cũng dành rất nhiều tình cảm cho thiệp. Nhân video này xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em Gia Lộc, Hải Dương đã dành một cái tình cảm rất là đặc biệt cho thiệp. Người đều khéo đến đây có lẽ lại phải say rồi quý vị, uống nhiều rồi. Đấy, nhưng mà mổ viên rồi không tập ra được bao nhiêu rồi đây. Còn mấy cây mini này trông hay này. Đấy, anh Tuấn đủ các loại luôn, đa dạng cực kỳ. Đây, xem là một lát nữa xem còn giao lưu nào nữa không. Tôi ghi hình nốt cái cây ở đây. Ở Hải Dương thì những cây si rất là tuyệt vời đấy nhá. Đặc biệt là của anh Huy là một trong những người mà sở hữu quá là nhiều cốt si đẹp đẳng cấp, nhưng mà anh vẫn mua vào, vẫn bán ra. Có người nói là si đang sốt. Wow, một cái cốt xanh này rất là hay nha. Cái này về mà làm kỹ đục nhiều ra, sau này nó nhũn thì cái này có cái bệ đẳng cấp đấy, đẹp.
Đó đều là tạo tác thêm. Này đến anh Tuấn thì chia sẻ một chút hình ảnh cái vườn của anh Tuấn và giao lưu với anh em ở Hải Dương. Có lẽ chiều nay sẽ đi rất nhiều nhà vườn. Người rất là vui vì Hoàng Lịch Thiệp làm truyền thông nên là cũng được nhiều quý vị anh em quan tâm. Wow, cây có cái nu đẹp quá này. Đấy, cây rất là tiềm năng. Rồi, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video này. Người đăng ký kênh để theo dõi các cái video mới trên kênh Nghệ Thuật Bonsai. Nếu anh nói này, đừng được hành đi về đây. Tạm biệt các anh nhá, có mua bán gì nữa không? Em dừng video đây. Tôi chú giới thiệu sản phẩm cho anh em rồi. Rồi, goodbye, tạm biệt các anh.